Quý vị khán giả lên sân khấu nhảy múa cùng các nghệ nhân. Chúng tôi sẽ rất vui nếu sân khấu của chúng ta có thêm các nghệ nhân. Xin lỗi, thêm các khán giả cùng nhảy múa với các nghệ nhân. Chào mừng quý vị đến với công trình cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Chương trình của chúng ta có một phần rất quan trọng, đó là trải nghiệm. Quý vị hoàn toàn có thể lên sân khấu nhảy múa cùng các nghệ nhân của chúng tôi, và chúng tôi gọi đó là một sự trải nghiệm quý báu. Một lần nữa xin cảm ơn và chào đón quý vị đến với công trình cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Thank you.
đang trong chương trình cầu chiên cuối tuần, thưởng thức và trải nghiệm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần trong khung giờ từ 19 đến 21 giờ. Và trong đêm diễn hôm nay là phần trình diễn của các nghệ nhân người Gia Lai đến từ làng Chắc Ngon, xã Chư Á, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Các nghệ nhân của chúng ta đang chơi bài chiên chào đón khách, và đây cũng là lời chào đầu tiên chào đón toàn thể quý vị khách quý của chương trình cùng chiên cuối tuần đến với đêm diễn ngày hôm nay. Nhiều quý vị khán giả của chương trình cùng chiên cuối tuần đã vào hòa và vòng xoan nhảy múa cùng các nghệ nhân người Gia Lai của chúng ta. Tôi xin thay mặt cho các nghệ nhân gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ của quý vị khán giả rất là nhiều. Và ngoài sự ủng hộ này, quý vị cũng có thể ủng hộ cho các nghệ nhân bằng cách đặt tiền vào chiếc gùi có dòng chữ ủng hộ nghệ nhân được đặt ngay vị trí phía trước cây nêu trung tâm sân khấu. Và đây là một phần thúc đẩy không hề nhỏ để các nghệ nhân của chúng ta tiếp tục trình diễn, phát huy và bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Với một sự đặc biệt hơn nữa trong ngày hôm nay, ngoài các nghệ nhân đến từ thành phố Pleiku và mọi miền tổ quốc trên đất nước Việt Nam của chúng ta, thì có một nhóm rất là đông các du học sinh đến từ đất nước Hàn Quốc cũng đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và các em cũng đã rất là nhiệt tình, cũng đã vào nhảy múa và vòng xoan và giao lưu với các nghệ nhân của chúng ta. Của chúng ta vừa trình bày xong bài chiên lời chào đoàn kết, thay cho lời chào mừng tất cả quý vị khán giả đến với chương trình cùng chiên cuối tuần, thưởng thức và trải nghiệm do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần ngày hôm nay. Vâng, và ngay bây giờ như thường lệ thì các nghệ nhân của chúng ta sẽ có ít phút để nghỉ giải lao, và lúc này quý vị có thể vào giao lưu cùng các nghệ nhân của chúng ta, chụp hình lưu niệm cũng như là tìm hiểu về văn hóa truyền thống của các nghệ nhân. Vâng, và bên cạnh đó thì ban tổ chức có một lưu ý gửi đến quý vị khán giả cùng chính của tuần. Hiện tại thì nhân sự kiện đông người này thì có rất nhiều kẻ gian lợi dụng để thực hiện ý đồ xấu. Quý vị vui lòng để ý tư trang của mình để đề phòng sự mất mát không đáng có. Vâng, một lần nữa ban tổ chức xin quý vị lưu ý về tư trang đồ đạc cá nhân của mình.